Hoa Sen Home, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quyền Linh xin chào quý vị. Chúng ta chào đón quý vị đến với Hát Cho Ngày Mai. Thưa quý vị, chương trình Hát Cho Ngày Mai do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất. Chương trình được phát sóng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, đại dịch đã qua để lại cho ta rất là nhiều nỗi buồn, và ngày hôm nay chúng ta có mặt nơi đây cũng xin cảm ơn, tri ân tất cả những người ở tuyến đầu đã lan tỏa rất nhiều năng lực tích cực. Hy vọng rằng với những giai điệu âm nhạc, chúng ta sẽ xoa đi những nỗi đau đó. Và bây giờ, Hát Cho Ngày Mai bắt đầu! Thưa quý vị, Hát Cho Ngày Mai sẽ chào đón ban giám khảo trong ngày hôm nay. Điên điên lên bông vàng tình chàng y tiếp chờ mong.
cho anh Thành pháo tay chào đón ban giám khảo trong ngày hôm nay. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, MC Quỳnh Hoa. Hôm nay là một ngày rất là đẹp, chắc chắn là nó sẽ rất nhiều niềm vui. Và những giai điệu âm nhạc của các bạn, những phần thi của các thí sinh sẽ là một cái niềm vui hạnh phúc để lan tỏa đến, xóa tan đi những nỗi buồn. Cảm Ly thấy thế nào? Khi mà nhận cái chương trình này, khi mà mình biết được cái nội dung của cái chương trình, mình cảm thấy rất là thích. Bởi vì trong cái mùa dịch này thì em nghĩ rằng ai cũng đều biết mình đã trải qua như thế nào. Nhưng mà là người ở nhà cho nên là mình chỉ có thể xem qua truyền hình hoặc là tin tức. Còn đây là mình có thể biết rõ hơn, thật hơn cả những cái tâm tư tình cảm trong cái mùa dịch. Và em cảm thấy rất là ý nghĩa, cho nên là em cảm thấy rất là vui khi được tham gia chương trình này. Còn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, xung quanh mình có người bạn không còn, người thân không còn, và những người mình đã biết cũng không còn. Cho nên hôm nay được đứng đây và được nghe hát cho ngày mai, đó là một niềm hạnh phúc vô biên. Thưa quý vị, người đứng cạnh tôi là một người cũng rất đặc biệt. Người ấy có một tinh thần lan tỏa tích cực, cũng hát cho ngày mai trong đại dịch đó. Với những ý tưởng của Quỳnh Hoa, tôi thấy rằng đó là một trong những cái niềm vui động lực cho những người tuyến đầu. Ngày hôm nay với chương trình Hát cho ngày mai thì bạn cảm xúc thế nào? Hoa rất là vui khi mà hôm nay biết là những người tham gia trong chương trình Hát cho ngày mai để là những cái người cũng giống như mình, những cái người ở tuyến đầu, những cái tình nguyện viên. Không chừng là những bạn mà mình cũng đã từng gặp trong những lần đến với các bệnh viện dã chiến. Và hy vọng rằng là chương trình này nó cũng giống như vậy, nó cũng như là những gì mà mình đã cố gắng trong suốt hơn 4 tháng tham gia chống dịch, đó là lan tỏa năng lượng tích cực. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với Hát cho ngày mai. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là luật chơi của chương trình. Mỗi chương trình sẽ có 3 người chơi tham gia. Trước khi người chơi trình diễn thì họ sẽ chọn cho mình một trong 8 cái micro vàng nè quý vị. Mỗi cái micro vàng đó có giá trị giải thưởng khác nhau. Thí dụ Huynh rút cái này ra là 10 triệu, rút cái này ra là 20 triệu, rút cái micro vàng kia ra là 40 triệu, 30 triệu vân vân. Sẽ có một cái micro vàng giá trị 0 đồng. 0 đồng đó là gì quý vị? Trong ký ức mùa dịch, 0 đồng đó là gì? Siêu thị 0 đồng, quán cơm 0 đồng. 0 đồng map lần sau ấy, nó mang giá trị nhân văn, mang những nghĩa tình của tất cả đồng bào chúng ta. Nếu như ai đó chọn đúng cái micro vàng 0 đồng, đừng lo lắng gì cả, sẽ có một bất ngờ dành cho họ. Và bây giờ, quý vị xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với người chơi đầu tiên. Xin chào mọi người, tôi là Dư Ý, 35 tuổi, là tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Trương Vương, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngủ được không? Ngủ cũng được. Nhức cầu bình thường không? Nhức cầu được rồi. Vậy đã tốt rồi. Thì công việc của tôi bắt đầu từ 7 giờ sáng, tôi sẽ chăm sóc bệnh nhân, ví dụ như thay tã, thay ga giường, áo quần, tắm rửa, tắm có thể tắm khô, tắm ướt, tùy bệnh nhân, tùy tình trạng sức khỏe của họ. Lúc ăn, nói chuyện, chia sẻ về cái tinh thần của người ta. Tại vì khi mà người ta bệnh thì người ta tinh thần rất là kém. Trước giờ tôi chưa bao giờ mà trải qua cái việc đó. Đây là lần đầu tiên làm. Sao mà? Gàng hả? Gàng, đúng rồi, gàng. Lau cho mát nha. Mình đặt mình vào cái vị trí của họ thì mình sẽ hiểu được. Thì mình biết được tâm lý đó. Mình có cách nói chuyện phù hợp với từng người thì họ sẽ vui vẻ. Họ sẽ cảm thấy mình được yêu thương, mình còn được quan tâm, mình còn được chia sẻ rất là nhiều. Cho nên phải cố gắng. Ok, ok. Có ăn chưa? Chưa hả? Mệt quá hả? Mệt quá hả? Không muốn ăn hả? Sao vậy? Mệt hay cánh thủy là khó thở. Vậy hả? Dạ, cô ráng thở, hít thở sâu ha. Hít thở sâu vô nha. Thì thực sự, nói là khó chịu thì mình không có khó chịu. Nhưng mệt thì có. Mình chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ từ bỏ.
Thực sự nếu mà ba mẹ mình còn sống thì ba mẹ chắc chắn là sẽ ủng hộ mình. Tự mình sống chỉ có một lần trên đời thôi. Nếu mà có lỡ, mà có mất đi thì mình cũng có được cái sự đóng góp cho xã hội, chia sẻ. Người ta nói cho đi là còn mãi mà. Rất cảm động trước cái tâm lòng của em. Thấy đúng không ạ? Ai dám hy sinh cá nhân của mình để vào tâm dịch như thế, chăm sóc làm những cái việc như thay tã, thay quần áo, tắm rửa cho bệnh nhân. Quá tuyệt vời em ạ. Thay mặt cho rất nhiều người cảm ơn em. Dạ, cảm ơn ạ. Đó là những sự hy sinh của một trong những người nơi tuyến đầu thôi quý vị. Chúng ta chỉ nhìn thấy một chút thôi, còn hàng triệu tấm lòng như thế. Cảm ơn em rất nhiều. Như ý thân mến, em hãy hướng về những chiếc micro vàng đó. Em chọn cho mình bất kỳ micro nào. Em chọn số 5 ạ. Micro vàng của Như ý sẽ là số 5. Chúc em may mắn. Cảm ơn anh. Bây giờ quý vị xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của Như ý. Một chút hồi hộp. Anh nghĩ rằng mình không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà hôm nay hát hay, đẹp nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe sự chia sẻ từ ban giám khảo nào. Đầu tiên nhạc sĩ Quốc Việt. Như ấy ơi, khi mà em kể câu chuyện thì xúc động, nhưng mà lúc mà em hát này là rất là tươi. Mà lúc tập với nhau em là em không có, chưa có tự tin lắm. Anh rất là sợ khi em hát bài này là em bị buồn. Nhưng mà lên khi mà trình diễn thật sự rồi là em rất là tươi. Còn ca sĩ Cẩm Ly. Cái này là không có phải là đơn giản đâu, không phải là amateur hôm nay lên hát đâu. Nhưng mà khi mình bước lên đây nó với rất là nhiều cái tâm tư trong đó, cho nên là có vẻ hơi lo lắng tí xíu. Ánh mắt cứ đi thẳng tới giám đốc âm nhạc giống như cầu cứu vậy đó, phải không? Có không? Xong rồi thấy không được vui lắm, vui nhưng mà vui gượng. Thế là Ly phải làm thế này nè, cười tươi lên rất là đẹp. Nói chung là
cảm ơn Ý tất cả về những cái tấm lòng của Ý đã đem đến trong mùa dịch này, cũng như là hôm nay giống như anh Linh nói, mình lan tỏa cái năng lượng vui. Nếu mà biết trước á là Hoa đã mời hát ở bệnh viện Dã Chiến rồi đúng không? Em cảm ơn chị ạ. Bây giờ em yên tâm, em về ghế ngồi đi ha, chúng ta chờ kết quả thôi. Còn bây giờ sẽ là nhân vật tiếp theo, xin mời quý vị. Tôi tên là Nguyễn Phương Thảo, là điều dưỡng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi công tác tại bệnh viện này từ năm 1995 tới nay. Trước khi về làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn này, tôi làm ở phòng điều dưỡng toàn bệnh viện. Từ sáng giờ có khoa nào đem đồ xuống để hấp không Phú? Có khoa răng hàm mặt với cấp cứu. Trong mùa dịch này thì công tác chính thức của chúng tôi là đi xử lý kiểm soát nhiễm khuẩn toàn bệnh viện. Thì trong đó gồm có các y dụng cụ từ kim loại cho tới đồ nhựa, rồi xử lý các đồ vải của bệnh nhân, các tử thi và xử lý các không gian của các hành lang và phòng ốc của toàn bệnh viện luôn. Khi mình nghe tới cái dịch bệnh Covid này thì ai cũng sợ, ai cũng nghĩ rằng là bản thân mình bị mắc bệnh lúc nào cũng không hay. Nếu bây giờ mình tránh né, nếu bây giờ mình sợ cho bản thân, cho gia đình, thế thì bây giờ cái công việc này thì ai sẽ là cái người làm đây? Cái việc mà lo sợ khi mà có một cái điện thoại của anh ấy gọi về là anh ấy đã bị này nọ rồi là có, lúc nào cũng hình dung trong đầu hết. Cái điều đó thì tất là thật là kinh khủng. Nó quá kinh khủng, nó quá sức chịu đựng với mình, không dám tưởng tượng đến. Alo. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đúng không ạ? Dạ dạ đúng rồi ạ. Dạ, khoa nào ơi, con bên phòng hồi sức cấp cứu nè chú. Vừa mới có một ca tử vong á, nhờ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và xử lý nhiễm khuẩn giúp con nha chú. Rồi ok, chúng tôi lên liền. Dạ dạ. Bản thân những cái người mà người ta tham gia chống dịch á là người ta đã vượt qua nhiều cái khó khăn, cái dằn co ở trong tâm trí người ta. Nói chung là ai cũng sợ chết hết. Nhưng mà họ đã vượt qua cái nỗi sợ đó. Họ đã vào cái vị trí là tham gia chống dịch thì mình là cái người hậu phương, mình phải động viên cái người đó tìm mọi cách để ủng hộ cho cái việc làm của những cái người mà tuyến đầu chống dịch như vậy. Trong đại dịch đó thì rất nhiều người thiện nguyện làm những cái khâu khác, nhưng anh lại làm trong cái khâu gọi là lúc nào cũng tiếp xúc với tử thi như vậy. Anh lo ít nhưng bà xã của anh lo nhiều. Ngày hôm nay thì có chị ngồi ở dưới, Linh muốn hỏi chị một vài câu được không chị? Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Dung, là vợ của anh Thảo. Hiện dạ. Tôi là giáo viên trường Lê Hoàn, quận Gò Vấp ạ. Chị có thường xuyên khóc một mình ở nhà không? Cái đó là điều thường xuyên. Anh có biết bà xã anh khóc vì lo cho anh nhiều không? Tôi chỉ biết là qua tiếp xúc và trí tưởng tượng thôi. Bởi vì vợ tôi không có khóc trước mặt tôi. Bởi vì chị cũng biết nếu chị khóc anh còn lo hơn nữa. Và chính chị làm điều đó để động viên tinh thần của anh, để anh có thể làm cái công việc đó. Trước khi anh hát, anh hãy chọn cho mình một micro vàng đi, bất kỳ con số nào. Chắc có lẽ là số 7 à. Số 7. Chúng tôi biết rằng là những người ở tuyến đầu nếu như không có hậu phương vững chắc thì họ cũng khó yên lòng để hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ của mình. Cảm ơn người phụ nữ tuyệt vời đó. Tự nhiên nào, thoải mái, cứ hát, hát cho ngày mai. Thank you.
cuộc đời. Cha đi bộ đội quang về cho mẹ là mái tóc pha sương và những vết thương trên ngực cha cứ chờ gió lại đau nhức nhối. Chiếc ba lô gió sương đã gội xa tài cha tặng mẹ chỉ thế. Ngày trở về mặc đẫm lệ rơi 20 năm ngày mẹ cưới đến hôm nay sống đời vợ chồng 20 năm 20 năm mẹ nuôi con một mình. Thank you.
bạt ngàn biển khơi. Cảm ơn anh đã có một giai điệu, một bài hát về mẹ rất là hay. Cảm ơn anh Thảo đã đem đến một hai bài hát rất là ý nghĩa. Em nghĩ nếu mà nói chung về cái bài hát á, chỉ cần nói về mẹ thôi là khi mình nghe nó đã cảm xúc rồi. Ai cũng động ở trong lòng mình cái cảm xúc về người mẹ. Mà đối với anh trong bài hát này, giọng anh hát rất là truyền cảm. Em không có xem anh diễn, em nhắm mắt lại để mà em thưởng thức, em chìm đắm vào trong đấy. Và cũng sợ, thật sự là cũng sợ là anh sẽ bị căng thẳng quá, anh sẽ bị cái vấn đề này kia. Nhưng mà anh đi rất mướt, cái cảm xúc anh nó đi vào cái bài hát rất là hay. Em bây giờ cũng còn xúc động, chưa nói được gì hết. Và một lần nữa thì em xin chúc anh chị mãi mãi có những cái tình cảm, những cái thấu hiểu, những cái chia sẻ với nhau và bền lâu ở cái con đường tương lai phía trước. Cảm ơn anh rất nhiều. Quỳnh quá. Hôm nay Cẩm Ly nói hay quá. Tại mình cái cảm xúc kia. Không, nhưng mà đúng thật anh Thảo, khi mà anh hát, anh cất tiếng hát lên á, em nói thật cái bài này rất là khó hát. Nhưng mà cái mà em thật sự em ấn tượng nhất ngày hôm nay đó là cái cảm xúc của anh. Cái cảm xúc của anh đặt vào cái bài hát này nó quá tuyệt vời. Và cái câu chuyện của anh ngày hôm nay nữa nó lại càng hay hơn nữa. Rất là tuyệt vời anh ạ. Chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là ca sĩ. Bây giờ thì xin mời anh về vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một tiết mục rất là quen thuộc quý vị, quen thuộc trong các chương trình luôn. Đó là chúng ta tạm nghỉ giải lao vài phút. Chào đón quý vị quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục của một người đầu bếp, thưa quý vị. Mời quý vị hướng về màn hình. Bếp Văn Thiên Đường một cách mở ra là nấu ưu tiên trước là cho dưỡng lão, xong rồi cho những người già bệnh tật ở nhà và những người cơ nhỡ. Xe đâu rồi? Anh ơi, bây giờ bắt đầu em xuống nhanh nha. Dạ, dạ, anh ra cổng anh đón em nha. Sáng thức sớm lắm sao chị? 4:30 giờ dậy rồi, đi chợ. Chờ đi giờ đó mới có đồ tươi chứ. Thấy con tôi làm những chuyện có ích cho xã hội và nấu ăn cho nhà dưỡng lão với là phát quà cho bà con nghèo, gạo với nhu yếu phẩm rồi các cái. Và tôi thấy con tôi làm cũng có việc này có ý nghĩa, thành ra tôi cũng ủng hộ cho con. Tôi quan tâm nhất là những cụ già neo đơn, cơ nhỡ, vì những người như vậy là cần sự quan tâm. Ngoài mong muốn nấu ăn cho người già, tôi mong muốn được xây những cái ngôi nhà tình thương và sửa lại những cái mái nhà cho những người nghèo. Từ cái đầu xây nhà đến giờ là khoảng là 2.5 năm gần 3 năm rồi đó. Xây và sửa luôn là hơn 10 căn nhà. Chị Vân là một người rất là hiền và tốt bụng. Việc làm của Cẩm Vân rất là ý nghĩa. Tôi rất ủng hộ cho cô Văn Bếp Ăn Thiên Đường. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Cẩm Vân, trưởng nhóm của Bếp Ăn Từ Thiện Lưu Động Thiên Đường. Tôi đến từ Bình Phước. Một ngày mình nấu khoảng mấy ngàn suất ăn? Mới đầu thì rất ít. Còn bây giờ thì mỗi lần nấu cũng khoảng 800 suất ăn. Rồi mình nấu ăn là cái mùa dịch mình nấu trước
đại dịch hay là trong đại dịch mình bắt đầu mới bắt đầu? Bếp ăn của em thành lập là trước khi đại dịch. Trước đại dịch luôn. Đại dịch giãn cách xã hội ấy, thì em ngừng, em không dám nấu phát và em chỉ vào khu cách ly em nấu. Vô khu cách ly nấu luôn? Dạ. Và em hỗ trợ lương thực cho bà con bị cách ly tại nhà. Rồi, hôm nay là bình tĩnh nha. Mình đứng đây đã đẹp rồi, đẹp từ tấm lòng, đẹp từ công việc rồi. Bây giờ mình hát sao cho nó đẹp nữa là ngon. Thôi giờ chọn đi. Thích chọn cái micro vàng nào chọn? Đây, nhiều cái mic lắm. Chọn đi số mấy? Em chỉ hát được hạng 3 thôi, cho em xin chọn số 3. Trời ơi. Trời ơi, chưa hát mà sao bi quan vậy? Em chọn an toàn, em rất là rung. Thật ra đây cũng phải là cuộc thi nữa. Đây là một sự chia sẻ, đem giai điệu âm nhạc đến để xóa đi những nỗi buồn thôi. Rồi, cố lên nào, cho Cẩm Vân tràn pháo tay thật lớn quý vị.
Gì rung vậy? Hả? Rung quá vậy trời. Hát rồi rung vậy nè. Trời nói chứ Cẩm Vân vừa bước ra thấy dễ thương liền ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một cái người phụ trách một cái bếp từ thiện mà nhìn cái dáng vẻ dễ thương như thế này là thấy là nấu ăn ngon rồi đó. Nhưng nói về hát thì dễ thương quá Phong Ly. Hát giống như là đang nấu thôi. Tự nhiên vậy đó. Có nghĩa là ở Vân á là càng hát bị càng mê, quên mất tiêu cái rung phải không? Càng hát là bắt đầu giọng sảng khoái hơn nhiều và mặt tươi hơn nhiều và thoải mái hơn nhiều, giống như là không có áp lực tâm lý nữa. Rồi, cảm ơn em, mời em về vị trí. Chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất thưa quý vị. Đó là công bố kết quả ai sẽ là người ra về đầu tiên. Mời quý vị. Như Ý, Phương Thảo và Cẩm Vân, người chia tay đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ biết kết quả đó chính là Nguyễn Thị Cẩm Vân. Chúc mừng Như Ý với anh Phương Thảo. Bây giờ hai người vào khi chuẩn bị để chúng ta tiếp tục cuộc chơi này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến cái micro vàng đó giá trị giải thưởng là bao nhiêu. Xin mời. Em hy vọng nó là nhiêu? Đến đây đã làm thiện nguyện bao nhiêu cũng quý hết ạ. Hay, đã làm thiện nguyện bao nhiêu cũng quý cả, nhưng mà càng nhiều càng vui. À, để xem. Giờ là hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất. Ý. Trước khi công bố kết quả, xin mời quý vị nghỉ giải lao vài phút. Ba số. Wow, nhiều nhiều. Ba số không. Bốn rồi. Lên hàng chục rồi. Bốn rồi. Năm. Nhưng quý vị nên nhớ rằng có cái bảng không đồng nha. Chứ không phải thấy không nhiều mà tốt đâu. Quan trọng số nào đứng ở đầu kìa. Vậy ta thi ta mong ra về trước ta rút 40 triệu đồng. Thay mặt chương trình Hát Cho Ngày Mai gửi tặng giá trị giải thưởng 40 triệu đồng. Chúc em mạnh khỏe, chúc cho em sẽ có nhiều bữa ăn thiện nguyện. Cảm ơn rất nhiều, chào tạm biệt. Chào đón quý vị quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Ngay bây giờ quý vị sẽ được đến với tiếng hát của Như Ý với bài hát Đêm Thành Phố Đầy Sao của nhạc sĩ Trần Long Mẫn. Hey.
sông sông. Đi đâu xa cũng nhớ về em. Em đang đi, đi bên sông chờ đầy nắng hồng. Đêm nay nghe tiếng sông biển đông. Nghe trăm năm hát khúc mười năm. Tôi đang nghe, tôi đang nghe, nghe rõ đời tôi. Cái câu mà hay nhất á là trong ngần hình bóng của em. Hình bóng của em bây giờ nó trong veo. Thật ra có thể quên một chút, có thể hụt hơi chút xíu, không sao cả. Dạ. Quan trọng lên đây để đem lời ca tiếng hát để động viên nhau, có thêm nghị lực thôi. Ban giám khảo chia sẻ chút xíu nào. Thì Ly chỉ nói về cái bài hát vừa rồi á, thì xin công nhận là xinh đẹp thiệt, mặc bộ đồ này dễ thương lắm. Dạ, nhưng mà cái bài hát này á, thì ý cũng đừng có buồn, bởi vì cái bài hát này là những cái bài hát mà kinh điển trong những cái cuộc thi mà tiếng hát truyền hình á, mà Ly đã từng tham gia. Ly biết nó rất là dễ, coi như là nó đi chợ tí xíu rồi nó dầm lại, nó đi chợ tí xíu lúc B1, B2 là cái điệp khúc á, nó rất là dễ lẫn lộn với nhau, cho nên là khi mà mình căng thẳng là nó sẽ hơi đi tay tí xíu, nhưng cuối cùng chốt lại là cuối cùng mình cũng về đúng cái chỗ của mình là được rồi. Okay. Quay trở về Việt Nam. Quay trở về Việt Nam là ok rồi. Cảm ơn rất nhiều. Chị. Chúng ta đã hoàn thành được phần thi của mình rồi. Bây giờ về ngồi nghỉ đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của anh Phương Thảo. Còn đó, Trúc Hồng Phai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xưa vút mặt về giữa mưa chiều. Có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen, mộng mơ hoa buông ngày tháng dòng trời. Anh Thảo hát hay mà anh diễn còn tài nữa. Cứ mỗi lúc anh thấy cái bóng hồng đỏ 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 là bắt đầu anh nhập vô, anh quên lời luôn. Ê, không được, không được, không được. Không có bóng hồng nào đâu, bóng hồng ngồi dưới kia. Không. Nói vậy gây, bóng hồng trong tiết gây một chia thôi. Rẽ nội bộ. Đây, minh họa thôi. Không có chia rẽ đâu. Là mình nói chứ anh Thảo á, ảnh hát á là ý như một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là thường đâu nha. Cái chất giọng của ảnh và những cái cách mà ảnh nhả hơi hay ảnh đấy cái lực tất cả, nhưng mà anh hơi làm khó bản thân mình đó. Cuộc thi thí dụ bước lên đây á là tuy rằng nói chơi nhưng mà nó sẽ có cái áp lực, nhưng anh gan tới nỗi mà diễn với minh họa mà còn múa luôn. Và em để ý nha,
em nhìn anh Diễn rất là thoải mái. Rồi xong cái em liếc liếc nhẹ vào bên tay phải của em. Em thấy ở đằng kia nhìn rất chăm chú. Và đặc biệt là tới cái đoạn mà anh Thảo đôi mái đầu chụm vào nhau. Đúng rồi cái đoạn. Đôi mái đầu chụm vào nhau. Em thấy anh Thảo không có bẽn lẽn, cô đó không có bẽn lẽn, nhưng cái chị kia ở dưới chị bẽn lẽn. Ơi vậy cho anh hát lại lần nữa mà diễn sâu hơn được không chị? Thôi đủ rồi, đủ như đó đủ rồi. Thôi được rồi Việt. Cái nào nó đủ rồi đó. Cái nào nó cũng có chừng mực ha. Mai mốt dàn dựng tình cảm hơn là mệt lắm á. Sợ không anh? Lúc đó sợ bông hồng dưới không anh? Dạ cũng sợ chứ. Cũng sợ đấy chứ. Rồi cảm ơn anh. Một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Vũ Việt. Còn đó Chúc Hồng Phai. Mời anh về vị trí. Chào đón quý vị quay trở lại với chương trình Hát Cho Ngày Mai. Bây giờ còn hai người chơi trên sân khấu, một người nữa sẽ chia tay. Và bây giờ Quỳnh Linh đang cầm kết quả trên tay. Thưa quý vị, người rơi về tiếp theo là anh Phương Thảo hay là Như Ý? Người rơi về đó là bạn Như Ý. Bây giờ thì mời anh Thảo và cùng em gà chuẩn bị đi. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào hả Như Ý? Mục đích mà em đến đây tham gia chương trình này, một phần là em muốn truyền tải thông qua chương trình một cái thông điệp tích cực đến tất cả mọi người trong cơn đại dịch này. Khi mà em nhận được phần thưởng thì em muốn chia sẻ cái phần thưởng của mình đến một cái bệnh nhân F0 mà trước đây em đã chăm sóc, thì gia đình cô cũng rất là khó khăn. Một phần em muốn góp vào cái quỹ làm thuốc từ thiện. Tuyệt vời quý vị. Phần thưởng này cô ấy không dành cho cô ấy mà dành cho cộng đồng. Bây giờ chúng ta chỉ cầu mong là cái micro vàng nó càng nhiều càng tốt thôi. Chúng tôi mời số 5. Đây là số 5 của em. Sẽ là bao nhiêu đây? Kéo lẹo quá rồi. Trước khi công bố kết quả, xin mời quý vị nghỉ giải lao vài phút. Chào đón quý vị quay trở lại với Hát Cho Ngày Mai. Lớn nhất đi. Bao nhiêu quý vị? Bao nhiêu? 30 ha. Trời ơi, cầu mong càng nhiều càng tốt. Nhiều lên nào, nhiều lên nào. Hoa sen, mái ấm gia đình Việt. Thấy chưa? Thấy. Xuống. Ai làm chưa? 25 triệu đồng. Cảm ơn Như Ý rất là nhiều. Cảm ơn những tình cảm của em, sự đóng góp của em với cộng đồng xã hội. Chúc cho em thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Linh rất là nhiều. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn quý vị khán giả. Chúc mừng anh nha. Và ở vòng 3 này sẽ có một người trong ban giám khảo hỗ trợ cho anh Thảo để có một tiết mục sôi động hơn và hỗ trợ cho anh Thảo về mặt giải thưởng nữa. Và tôi mời MC Quỳnh Hoa. Ngoài cái việc mà Quỳnh Hoa hát cùng với anh Phương Thảo ra, Quỳnh Hoa còn nhiệm vụ quan trọng nữa. Trước khi Hoa hát thì Hoa chọn đi. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc, Hoa Sen Group, tên Hoa Sen mái ấm gia đình Việt. Thôi em lấy cái này đi, nó đứng gần em. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đôi song ca Quỳnh Hoa và Phương Thảo. Cảm ơn các anh em vũ đoàn rất là nhiều. Dạ, dạ anh có bị thử thách không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với micro vàng của anh Phương Thảo. Số 7. Sáu. Wow. Cố lên. Cao. Số 3 cuối cùng hay là số 0 cuối cùng? 20. 20. Woo.
còn một cơ hội nữa. Mà cơ hội đây em không có dám đứng đây. Cho em đi qua đây ngồi đi. Ê, 20 triệu đồng trao cho anh trước. Nhưng quan trọng nó nhân mấy nè. Em cầm cho. Nhân mấy? Nhân 3. Nhân 2. Không có nhân. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Nhân 2. Có nhân là vui rồi. Chứ còn lỡ mà không nhân được cái nào là em ấy thấy lắm luôn á. Có nhân là vui rồi. Như vậy số tiền thưởng của anh Phương Thảo có được là 40 triệu đồng. Rất nhiều. Tôi nghĩ là ban giám khảo cần lên đây để chia vui với anh. Nào. Chúc mừng anh Thảo rất nhiều. Hôm nay thì cảm thấy rất là vui bởi vì tất cả ba người chơi của mình khá là mỹ mãn. Rất là vui. Đó là một cái mẫu màn rất là hên ha. Đúng rồi. Mà được nhân 2 nữa. Hôm nay phần thưởng này anh muốn chia sẻ điều gì với bà xã anh? Cũng rất là bất ngờ cho nên là thôi điều đầu tiên mình muốn trao một phần số tiền này cho tổ công tác xã hội bệnh viện quận Gò Vấp. Ngoài ra thì để gọi là trả nợ này, không phải trả nợ tình xa mà là trả nợ tình gần. 2 năm rồi là có hẹn với bà xã để mà đi du lịch bên Đà Lạt, nhưng mà do vì dịch chưa có dịp để mà hâm nóng lên tình yêu. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua giây phút rất là ngọt ngào với những giai điệu âm nhạc rất là tuyệt vời, đem đến rất nhiều niềm vui, khát vọng tình yêu, nỗi nhớ và lan tỏa những năng lượng tích cực. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon, với sự đồng hành của Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất. Hẹn gặp lại chương trình sau, hát cho ngày mai. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Truy cập hoasenhome.vn để mua hàng trực tuyến.